Chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Hương Liên. Chị Liên này, uh, Nam Bộ ngày hôm nay dự báo là sẽ có nắng khô, vậy thì cụ thể như thế nào ạ chị? Vâng, ngay từ sáng nay đã thấy dấu hiệu một ngày nóng khô ở khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Mây đang mỏng dần và nắng đã bắt đầu lên. Đến trưa và chiều thì nắng sẽ mạnh hơn, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất có thể lên tới 33 độ. Tức là trên gần chục độ so với buổi sáng, cảm giác nóng thấy rõ. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi khác ở miền Đông Nam Bộ cũng nóng vào chiều nay, nhiệt độ cao nhất là khoảng 33 đến 34 độ. Trời vừa nóng vừa khô với độ ẩm thấp dưới 50%. Dự báo trong cả tuần này, Nam Bộ sẽ luôn nắng khô như vậy. Nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao trong điều kiện thời tiết này. Cục Kiểm lâm khuyến cáo bà con tạm dừng các hoạt động sản xuất như là tỉa thưa, khai thác rừng, lấy mật ong, đốt nương rẫy và nếu phát hiện cháy báo ngay về cục kiểm lâm theo đường dây nóng là 0986 -668 333 để kịp thời xử lý. Với khu vực Tây Nguyên, dự báo hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh, nhờ lợi thế địa hình cao ở đây không nóng như Nam Bộ. Thành phố Pleiku, Kon Tum, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột nhiệt độ không quá 28 độ. Khu vực ẩm ướt nhất cả nước ngày hôm nay là từ Đà Nẵng trở ra Bình Định. Dự báo mưa có thể xảy ra bất chợt trong ngày, có nơi mưa lượng khá ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại của quý vị. Với Bắc Bộ, hôm nay trời tạnh giáo nhưng vẫn nhiều mây và có sương mù nhẹ bao phủ. Không khí ấm áp với nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố trong khoảng 22 đến 25 độ. Riêng Điện Biên Phủ cao hơn hẳn ở mức 27 độ. Trên biển phía tây huyện đảo Trường Sa vẫn cần lưu ý gió có lúc cấp 6, giật cấp 7 dù trời ít mưa. Ở huyện đảo Hoàng Sa gió là cấp 5, có nắng và tầm nhìn xa trên 10 km và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý bây giờ xin mời anh dũng tiếp tục chương trình vâng cảm ơn chị hương liên ở phần tin tức uh, thời tiết vừa rồi